Vâng, xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay Shop Việt FPT bên em xin hướng dẫn anh chị cách cài đặt cái bộ Wi-Fi Tenda F3 hay là FH456 324 dâu, thì cái giao diện của nó cũng tương tự nhau thôi. Đấy, ban đầu bên em sẽ vào cái danh sách Wi-Fi, ấn giữ vào đây để vào. Rồi đây thấy cái Tenda, mò thấy cái Tenda, ấn vào Tenda. Rồi nó đã kết nối rồi. Bình thường thì nó sẽ không có mật khẩu đâu, nên là ấn vào nó kết nối luôn. Ấn vào nó báo ấn này, nó chưa cài đặt, nó bắt đăng nhập vào mạng. À, cái dòng Tenda này thì nó không có mạng, là nó cứ bắt đăng nhập vào đấy. À, thì nó sẽ vào cái 192.168.0.1 này này. Nếu mà anh chị không thấy nó vào đây thì anh chị có thể gõ trực tiếp trên trình duyệt web Google Chrome. Rồi mở Google Chrome lên. Vào ngay trong đầu thì nó đang ở mục chữ E này, và nó có luôn cái tên và mật khẩu Wi-Fi này. Đây, có tên và path Wi-Fi. Thì mình muốn đổi tên path thì ấn vào đây, nó sẽ phóng to lên này. Xóa đi thì thành thành tên đa test đi. Rồi, mật khẩu thì lớn hơn bằng 8 ký tự. Thì mình cứ điền 1 2 3 4 5 6 7 8 nhé, còn anh chị điền gì cũng được. Xong nó thu nhỏ màn hình lại. Ấn vào cái nút cuối đây này, nó có hai cái nút này thì ấn vào nút bên tay trái nhé, bên trái đây. Lại đang ấn OK. Đấy, như vậy là nó sẽ đổi cái tên path đấy, nó vừa loát đổi xong á. Thì sau khi đổi xong là nó mất kết nối đây. Đấy, mất kết nối thì nó đang loát lại này. Còn tùy từng hệ điều hành nhé, có ăn hệ điều hành iOS thì có thể khác, thì bạn cứ về cái các bạn về cái mục mục wifi ấy, bắt lại đây là máy này nó tự về này. Đấy, nó tự về, nó hiện là cái wifi test này, kết nối lại này, kết nối lại để vào trong cài tiếp này. Vừa rồi mình mới đổi tên path thôi, 1 2 3 4 5 6 7 8 đúng không, vừa rồi là mình để mật, em để mật khẩu từ 1 đến 8 này, đang test đấy, nó báo là đã đăng nhập vào mạng wifi rồi. Đấy, sau khi đăng nhập vào thì mình lại ấn vào đây để vào trong cái phần cài đặt. À, thì vừa xong là bước đổi mật khẩu, tên mật khẩu dễ rồi. Thì bước tiếp theo là đổi IP nữa thôi. Đổi IP này để tránh xung đột với con gốc, mình ấn vào cái hình bánh răng này này. Hình bánh răng này. Đấy, hình bánh răng cuối cùng rồi này. Ấn nhá. Rồi, ấn vào hình bánh răng thì nó sẽ chuyển vào cái phần cài đặt nâng cao này. Thì nó có cái địa chỉ IP đây, địa chỉ IP chỗ này đây, thì mình sửa nó đi thành đang là 0.1, mình đổi thành 30.1 này, đổi thành 30.1 đấy, sau đó kéo xuống cuối cùng, zoom nhỏ lại. Đấy, cuối cùng nó có hai cái nút đây, thì lại ấn nút bên trái, ấn tiếp OK. Vậy nó sẽ báo là đang khởi động lại. Đấy, bước khởi động lại này nó là xong. Anh chị cài cắm cái dây. Sau khi cài xong cắm cái dây vào cổng WAN, như vậy là xong. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe video.